Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Can Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với Thẩm mỹ viện Can Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩmmyviencannamcali@gmail.com. thẩmmyviencannamcali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Can Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn khán giả. Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước vào phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là tin của hãng thông tấn Reuters, IMF tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ukraine đạt được thỏa thuận trong đó có thể giúp cho quốc gia này có được 1.1 tỷ Mỹ kim. Bản tin từ Washington cho biết thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong ngày thứ ba nói rằng họ đã đạt được một thỏa thuận với Ukraine, trong đó là sẽ giúp cho quốc gia đang bị chiến tranh này có thể có thêm 1.1 tỷ Mỹ kim tiền hỗ trợ tài chánh. Thỏa thuận này tiếp theo việc Kiev ngày thứ ba cho biết rất khó khăn để đối thoại trong lúc mà được chấp thuận bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, và trong bản statement đưa ra họ nói rằng sẽ diễn ra trong vài tuần tới. IMF được xem là một trong những định chế tài chính cho vay cho Kiev, và trong đó 4 năm qua tổng cộng là 15.6 tỷ Mỹ kim đã là một phần trong cái gói kinh tế trên toàn cầu hỗ trợ cho Ukraine. Và đây được xem là cái mùa đông thứ ba lúc mà Nga đang xâm lăng Ukraine, và hiện nay Nga có cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp tục và phá hủy tất cả những cái quốc gia này và người dân. Gavin Gray được xem là lãnh đạo của IMF quan sát về Kiev đã cho biết trong cuộc phỏng vấn mới nhất, và chúng tôi nhìn thấy rõ về với các cái chính sách hiện nay và tất cả những gì mà đang cần thiết là cần phải hỗ trợ cho phía của Ukraine. IMF tuy nhiên vẫn nói rằng cái tiềm năng nguy hiểm mà Ukraine cần phải đối diện đó là sự chậm lại của nền kinh tế cũng như là sự tác hại của chiến tranh, thị trường lao động cũng như là Nga vẫn tiếp tục tấn công vào cái hạ tầng cơ sở về năng lượng của Ukraine cùng với một số những cái vấn đề khác, cả bao gồm cả tham nhũng. Trong đó thì thống đốc ngân hàng trung ương của Ukraine cho biết là đang duyệt xét việc tập trung vào nguồn tài chính của năm 2025 và chi phí của năm nay. Đây được xem là một trong những thỏa thuận mới nhất mà Kiev đã đạt được với lại Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Ukraine ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết là cái bản kế hoạch chiến thắng của ông có thể đẩy Nga chấm dứt cuộc chiến tranh bằng giải pháp ngoại giao. Bản tin từ Kiev cho biết thì Tổng thống Zelensky trong ngày thứ Tư nói rằng bản kế hoạch chiến thắng của ông muốn đưa cho ông Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Joe Biden trong tháng này là một cái hành động mạnh mẽ của Kiev, và trong đó mà tác động về tâm lý và có thể đẩy nước Nga phải chấm dứt cuộc chiến của họ thông qua ngã ngoại giao. Phát biểu trong một cái hội nghị thường niên ở tại Crimea Platform Event, ông Zelensky đã cho biết rằng tầm quan trọng của Ukraine là sẽ đệ trình tất cả những cái kế hoạch này cho tất cả các đồng minh trong cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai đặc trách về hòa bình, và ông dự tính là sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Nếu như mà các quốc gia đối tác ủng hộ cho kế hoạch này, nó sẽ tạo dễ dàng hơn cho Ukraine để ép Nga phải chấm dứt cuộc chiến. Và bản kế hoạch này là gì? Trong đó sẽ gia tăng rất nhiều, và đương nhiên trong quan điểm của tôi là sẽ cả chiến tranh về chính trị lẫn tâm lý và gây ảnh hưởng và Nga trong việc quyết định chấm dứt cuộc chiến này. Ông Zelensky đã nói về cái bản kế hoạch này hồi tháng trước và nói rằng ông muốn thảo luận với ông Biden và hai người có thể thay thế ông Biden là trong cái ghế tổng thống Hoa Kỳ vào năm tới, đó là ông Trump và bà Kamala Harris. Đồng thời ông Zelensky cũng dự tính sẽ bay tới dự cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này, trong khi đó diễn ra giữa lúc mà phía Nga vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công vào phía đông của Ukraine, bất kể lực lượng Kiev đã bất ngờ chiếm một cái vùng đất gọi là Kursk của Nga vào tháng trước. Đây được xem là những chi tiết mới nhất mà bản kế hoạch của ông Zelensky đưa ra nhằm nói rằng ép Nga có thể chấm dứt cái cuộc chiến này bằng giải pháp ngoại giao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga cho biết họ có thể sẽ combine, tức là sẽ phối hợp với Trung Quốc nếu như họ cảm thấy rằng có sự đe dọa. Bản tin từ Moscow cho biết Nga trong ngày thứ Tư nói rằng họ cùng với đối tác với Trung Quốc và sẽ không có chống vào một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, hai quốc gia quyền lực này có tiềm năng là phối hợp nếu đối diện với sự đe dọa từ phía của Hoa Kỳ.
Tôi có thể nhắc nhở quý vị rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ có phản ứng một cách gấp đôi bởi phía Hoa Kỳ và sẽ đối phó gấp đôi với phía Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga là Maria Zakharova đã phát biểu trên trong khả năng mà gọi là Hoa Kỳ sẽ khai triển tất cả những cái hỏa tiễn của họ tại Nhật Bản. Tờ Japan Times, tức là cái tờ báo của Nhật Bản cho biết vào ngày 7 tây tháng 9 vừa qua là Hoa Kỳ đang đặc biệt sẽ khai triển một số những cái dàn hỏa tiễn gọi là Typhoon tầm trung tới Nhật Bản để tham gia vào các cái cuộc tập trận quân sự tại đây. Rất rõ ràng cả Nga và Trung Quốc sẽ có phản ứng để mà phối hợp, trong đó sẽ có nhiều cái sự đe dọa dấu hiệu liên quan tới hỏa tiễn và họ phản ứng bằng cách là sử dụng chính trị và đồng thời cũng có thể tái xác nhận lại việc hai quốc gia này có thể sẽ phối hợp một cách chặt chẽ hơn. Bà Zakharova đã phát biểu với các thông tín viên như trên. Bà ta cho biết là Nga và Trung Quốc có một cái đối tác chiến lược và nó không phải là một cái điều nói với bằng là lời nói. Quan hệ của chúng tôi là trực tiếp và không nhắm vào quốc gia thứ ba và sẽ nhân gấp đôi nếu mà chúng tôi có sự đe dọa và chúng tôi sẽ có cái vị trí phòng thủ và sẽ không có nhắm vào mục tiêu của bất kỳ một quốc gia nào. Zakharova đã phát biểu trong cuộc họp câu hỏi của hãng thông tấn Reuters và bất kỳ một cái chính sách bức hại nào tấn công hoặc là có những hành động nhắm vào chúng tôi thì tại sao chúng tôi không phối hợp cái tiềm năng của chúng tôi để cho họ một cái câu trả lời. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của phía Nga đưa ra ngay sau khi mà Hoa Kỳ dự tính là chuyển cái dàn bệ phóng hỏa tiễn tầm trung tới phía của Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một bản tin mới nhất của đài truyền hình CNN nói rằng là các cái tàu mà chở các hỏa tiễn đạn đạo của Iran cấp cho Nga đã được nhìn thấy trên vùng biển Caspian. Bản tin mới nhất cho biết một chiếc tàu của Nga nghi ngờ là chở theo các hỏa tiễn đạn đạo của Iran cung cấp cho Moscow nhắm vào Ukraine đã được phát hiện trên bến cảng ở vùng biển Caspian một tuần lễ trước đây. Hình ảnh từ trên vệ tinh chụp xuống và đài truyền hình CNN đã có được những hình ảnh này. Chiếc tàu trên có tên là Port Olia số 3 và được xác nhận là Massa Technology bởi một cái công ty chuyên về vệ tinh ở trên không gian vũ trụ đã chụp ngày 4 tây tháng 9 ở cái bến cảng gọi là Olia tại Astrakhan. Và chiếc tàu này trước đó đã từng đậu ở bến cảng của Iran và bến cảng có tên gọi là Amirabad vào ngày 29 tây tháng 8 theo tường trình của các cái dữ liệu xác nhận những cái sự di chuyển tàu trên hàng hải. Và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ ba nói rằng Bộ Ngoại giao của Nga, Bộ Quốc phòng của Nga đã sử dụng chiếc tàu Port Olia số 3 này để chuyển các cái hỏa tiễn đạn đạo CRBM từ Iran tới nước Nga. Và trong đó đầu tháng 9 thì Nga đã nhận được cái chuyến hàng đầu tiên của các hỏa tiễn CBRM, tức là loại hỏa tiễn tầm ngắn từ Iran. Bộ Tài chánh cho biết gì trên và đã ban lệnh cấm vận với bến cảng gọi là Olia số 3 sau khi mà chiếc tàu này đã được phát hiện như trên. Đài CNN tuần trước cho biết là Iran thời gian gần đây đã chuyển các cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho phía của Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, một dấu hiệu gia tăng sự hỗ trợ của Iran đối với Nga. Và mối quan hệ quân sự của Iran và Nga đã trở nên gần gũi hơn kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ tháng 2 năm 2022 và Iran đã cung cấp hàng ngàn cái Tron Shahed cho phía của Nga theo tường trình của các viên chức Hoa Kỳ và đồng thời họ cũng xây dựng một cái nhà máy sản xuất Tron tại nước Nga. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của phía đài truyền hình CNN đưa ra dựa trên hình ảnh satellite cho thấy là chiếc tàu này đã đậu ở bến cảng Caspian của Nga sau khi mà nó đã xuất hiện trên bến cảng của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những thành viên hàng đầu của đảng Dân Chủ đã tham gia cùng với các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa thúc giục ông Joe Biden cho phép Ukraine được tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì một thành viên hàng đầu trong cái chính sách đối ngoại trên sàn Thượng viện đã tái nhắc lại lời yêu cầu của các thành viên đảng Cộng Hòa là ông Joe Biden phải tháo gỡ các giới hạn cho Ukraine sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Thượng nghị sĩ Ben Cardin của đảng Dân Chủ tại Maryland, vốn là chủ tịch của Ủy ban đối ngoại tại Thượng viện trong ngày thứ Tư nói rằng đây là thời gian cần phải giảm đi tất cả những giới hạn cho Ukraine sử dụng các loại vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp. Lời phát biểu và ủng hộ của ông Cardin cho việc tháo gỡ tất cả những giới hạn này trong lá thư gửi ra vào ngày thứ Hai bởi 6 thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, trong đó dẫn đầu là chủ tịch của Ủy ban đối ngoại và chủ tịch của Ủy ban quân sự cũng như là cái Ủy ban tình báo của Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Joe Biden là tháo gỡ tất cả những giới hạn này. Ông Joe Biden trong ngày thứ Ba nói rằng chính quyền của ông đang làm việc và khi hỏi là khi nào Hoa Kỳ sẽ tăng quyền lực cho Ukraine trong việc sử dụng các cái vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang có mặt tại Kiev và thảo luận làm cách nào Ukraine có thể sử dụng các vũ khí Hoa Kỳ theo tường trình cho biết.
Và chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục duy trì cái việc mà giới hạn sử dụng các cái bệ phóng mà Hoa Kỳ cung cấp là ATAC để tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Trong đó họ chỉ cho phép là có thể tấn công ở biên giới của nước Nga trong cái cuộc giao tranh giữa Ukraine và phía của Nga ở thành phố Kharkiv. Và Hoa Kỳ đã cung cấp dàn bệ phóng ATAC này, trong đó có khả năng bắn lên tới 200 dặm. Và đây được xem là một trong những cái yêu cầu của phía đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ. Và trong đó thì thượng nghị sĩ Cardin, trong bản statement ủng hộ cho việc tháo gỡ giới hạn này, nói rằng Nga đã gia tăng các mục tiêu vào dân sự và các hạ tầng cơ sở về năng lượng của Ukraine và đã bắn trúng vào một cái bệnh viện và cancer dành cho trẻ em hồi tháng trước, và nó là một cái điều kinh hoàng. Đây được xem là một trong những thành viên của Đảng Dân Chủ và là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại tại Thượng viện của Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ, ủng hộ cho việc mà tháo gỡ các cái gọi là giới hạn các cái vũ khí của Hoa Kỳ tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trong ngày đánh dấu 11 Tây tháng 9, 23 năm kể từ vụ khủng bố 9/11, giới đối lập Afghanistan lên tiếng cảnh báo rằng quốc gia này đang là một cái thiên đường an toàn cho chủ nghĩa khủng bố. Bản tin mới nhất cho biết 3 năm kể từ khi mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan một cách vội vã và 23 năm kể từ khi mà có vụ khủng bố 9/11 sau khi mà dẫn tới việc Hoa Kỳ lật đổ chế độ Taliban. Afghanistan hiện nay được xem là có một cái vị trí rất tệ hại so với thời gian trước đây. Quốc gia này một lần nữa đã trở thành một cái thiên đường an toàn cho chủ nghĩa khủng bố và nó sẽ trở thành một cái bãi chiến trường thêm một lần nữa. Một trong những lãnh đạo của tổ chức có tên gọi là Afghan National Resistance Front, có tên gọi là Ahmad Massoud, đã nói với đài truyền hình Fox News. Và theo tường trình của ông Massoud cho biết thì đe dọa từ Afghanistan gần như là càng lúc càng nhiều hơn so với ngày hôm nay và so với thời gian của năm 2001. Lúc đó Hoa Kỳ đã thất bại trong số mà tất cả những cái lực lượng khủng bố bây giờ tập trung tại Afghanistan sau ngày tháng 8 năm 2021. Và sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố từ Afghanistan đã bắt đầu loan tả tới Hoa Kỳ và Âu Châu, thời gian gần đây là tới luôn cả Nga. Và điều này ông Massoud e ngại rằng nó sẽ bắt đầu tiếp tục tấn công vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tôi biết được thời gian này chúng ta sẽ phải đối diện và trước sau gì nó cũng xảy ra. Ông Massoud đã không đầu hàng trong cái quan điểm của ông về một cái chế độ của Afghanistan dân chủ và tự do, bất kể chính quyền Afghanistan đã sụp đổ hoàn toàn sau cuộc tấn công của Taliban. Và 23 năm thì ít nhất là trải qua 4 đời tổng thống của Hoa Kỳ, Afghanistan vẫn sống cùng một cái sự đe dọa của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, tương tự như là họ đã làm trước cái vụ 9/11. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ giới đối lập của Afghanistan đã đưa ra, trong đó cảnh báo rằng hiện nay đất nước này đang là một cái thiên đường cho chủ nghĩa khủng bố ẩn nấp, huấn luyện và thực hiện các cái chiến dịch khủng bố của họ từ Afghanistan lan tỏa qua bên Âu Châu, Hoa Kỳ và kể cả nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Tư pháp đã hủy bỏ các cáo buộc sau khi mà có một cái thỏa thuận đối với lại một bị can trong cái biến cố ngày 6 Tây tháng 1. Bản tin mới nhất cho biết Bộ Tư pháp đã buộc phải nhận một cái thỏa thuận để hủy bỏ các truy tố nhắm vào những người đã liên quan tới cái biến cố ngày 6 Tây tháng 1 năm 2021. Việc này diễn ra sau cái cơn gọi là aftermath mà của tối cao pháp viện đưa ra phán quyết liên quan tới việc mà các công tố viên liên bang đã theo đuổi việc mà truy tố họ về việc cản trở tư pháp liên quan tới cái biến cố ngày 6 Tây tháng 1, và các công tố viên hiện nay đã nhận được thỏa thuận và sẽ không có truy tố những người này về tội cản trở tư pháp. Theo tường trình của Bộ Tư pháp thì có 259 bị can đang đối diện với lại cái án truy tố về cản trở tư pháp, trong đó được tòa sau khi mà tòa tối cao pháp viện đưa ra và nói rằng luật này làm cách nào được áp dụng theo tường trình của CNN. Và tối cao pháp viện đã dựa trên cái vụ án gọi là Fisher đối đầu với lại Hoa Kỳ, trong đó nói rằng các cáo buộc về gọi là cản trở tư pháp chỉ áp dụng khi mà các bị cáo đã có âm mưu và có những cái tài liệu hoặc có tất cả những cái gì liên quan tới tiến trình gọi là thực hiện một cách chính thức. Trong khi đó các công tố viên đã không đủ chứng minh cho thấy rằng là các bị cáo đã có hành động gọi là cản trở tư pháp trong cái ngày 6 tháng 1. 17 người, tức là dưới 2% trong tổng số 1.400 người đã bị truy tố và bị kết tội trong tội cản trở tư pháp, đã không bị kết tội trọng tội và thời gian gần đây đang nằm trong nhà tù theo tường trình của đài CNN đưa ra. Và Bộ Tư pháp cho biết 130 người đã bị kết tội cản trở tư pháp trong cái việc gọi là có cái tiến trình gọi là cản trở một cách chính thức, và trên đó phân nửa cá nhân này đã bị kết tội bao gồm luôn cả những tội trọng tội khác. Đây
đây được xem là một trong những cái cuộc gọi là rút lui của Bộ Tư pháp sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã lên tiếng thúc giục Tòa Bạch Ốc là nên ngưng lại và từ bỏ việc mà áp lực với các công ty mạng xã hội để kiểm duyệt người dân sau khi có lá thư của Mark Zuckerberg. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch của tiểu ủy ban ở tại Hạ viện đòi hỏi chính quyền của Joe Biden là chuyển giao bất kỳ một tập tài liệu nào liên quan tới việc mà có hành động bức hại về thông tin sau khi mà có lá thư của ông Mark Zuckerberg cáo buộc rằng Tòa Bạch Ốc đã tìm cách áp lực họ kiểm duyệt hồi tháng trước. Bà dân biểu Nancy Mace của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina là chủ tịch của tiểu ủy ban giám sát và đặc trách về vấn đề không gian mạng đã thúc giục Tòa Bạch Ốc là nên ngưng lại và từ bỏ các cái hành động áp lực với các công ty mạng xã hội trong lá thư gửi cho ông Joe Biden và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris trong ngày thứ ba. Việc đứng về quyền lợi cho chính quyền, việc này nó sẽ không được minh bạch và nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử trên quốc gia. Và tôi viết lá thư này yêu cầu tất cả những thông tin nào mà có liên quan tới chiến dịch bức hại thông tin ở trên mạng xã hội cần phải được cung cấp cho chúng tôi, bà Mace đã viết như trên. Và tôi thúc giục là nên ngưng lại và từ bỏ tất cả những hành động này, trong đó là tất cả các nhân viên và của chính quyền liên bang vẫn tiếp tục có những cái áp lực chính trị đối với các công ty mạng xã hội để kiểm duyệt tất cả những nội dung mà theo yêu cầu của Tòa Bạch Ốc. Và trước đó thì ông Mark Zuckerberg trong lá thư gửi cho chủ tịch ủy ban tư pháp là ông Jim Jordan thì vào tháng 8, trong đó cáo buộc rằng chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục áp lực với lại toán làm việc ông trong vài tháng để kiểm duyệt cái những nội dung liên quan tới COVID-19, đồng thời là bao gồm luôn cả vấn đề của con người và tất cả những bài viết, và trong đó có rất nhiều những cái hành động mà chúng tôi không đồng ý nhưng vẫn phải tuân thủ và chịu áp lực của chính quyền Joe Biden. Việc này diễn ra sau khi tối cao pháp viện đã đứng về phía chính quyền Joe Biden với khối phiếu 6-3 chống lại các bộ trưởng tư pháp của Đảng Cộng Hòa ở tại Missouri, Louisiana. Những người cáo buộc là Tòa Bạch Ốc đã có một cái hành động gọi là cấu kết với mạng xã hội để đàn áp quyền tự do ngôn luận. Và trong đó gần như quan tòa có tên là Amy Coney Barrett đã viết trong một cái bản đa số là nói rằng là có một cái liên hệ trực tiếp giữa các nguyên cáo cáo buộc trong đó thực hiện bởi chính quyền theo tường trình của Scott Block đã đưa ra. Và tuy nhiên thì các thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn cáo buộc chính quyền của Joe Biden và đồng minh của họ tìm cách kiểm duyệt trên mạng xã hội, một điều mà họ không đồng ý, và cho thấy lá thư của Mark Zuckerberg đã nhấn mạnh cái sự lo lắng này. Đây được xem là áp lực mới nhất và buộc chính quyền Joe Biden phải từ bỏ và chấm dứt cái hành động được xem là áp lực đối với các công ty mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một phụ tá hàng đầu của tư lệnh cảnh sát của New York đã có liên hệ với một nhóm của người Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết một phụ tá hàng đầu của tư lệnh cảnh sát thành phố New York là F1 Carbon, người đang bị áp lực phải từ chức sau khi có liên hệ với một nhóm người của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ Tư. Lin Gui An, 49 tuổi, vốn là phụ tá của ông Eric Adam và được xem là một phụ tá của tư lệnh cảnh sát và cái đơn vị gọi là văn phòng đại diện của họ, đã phục vụ 12 năm trong vai trò là phó chủ tịch của một tổ chức được xem là bất vụ lợi có liên hệ tới tổ chức gọi là United Front theo tường trình của tờ New York Post đưa ra. Và United Front được xem là một nhóm cộng đồng có liên hệ và bao gồm những thương gia và những gia được xem là tầng lớp trí thức được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vào một cái vệ tinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo tường trình của tờ New York Post. Và Linh đã được chụp hình chung với lại các thành viên của tổ chức gọi là United Front, tức là mặt trận đoàn kết, theo tường trình của phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York đã không lên tiếng cho biết về vấn đề của ông Linh. Tuy nhiên trong ngày thứ Tư nói rằng ông ta đã rời khỏi cái Sở Cảnh sát và là vai trò là phó giám đốc của việc này và đã được chấp thuận bởi văn phòng thị trưởng, và điều này là đã ông ta đã được bổ nhiệm bởi tư lệnh cảnh sát của thành phố New York. Bản báo cáo về ông Linh diễn ra sau khi có việc bắt giữ với Linda Sinh là cựu phụ tá của bà thống đốc Katie Honchu, và Sinh đang đối diện với 10 cáo trạng về hình sự, trong đó bao gồm luôn tội lừa gạt về chiếu khán, rửa tiền và âm mưu hoạt động và gián điệp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và ông Linh, người đã được xem là cánh tay phải của Carbon, vẫn chưa có bị truy tố bất kỳ một tội danh hình sự nào. Và các nhân viên của liên bang vào tuần trước đã đột kích vào nhà ông Carbon, và trong đó họ không cho biết là cuộc đột kích này mang ý nghĩa gì. Tuy nhiên thì đang có sự ảnh hưởng của Sở Cảnh sát LYPD,
từ phía của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là một trong những viên chức mới nhất ở thành phố New York bị cáo buộc là có liên hệ với các tổ chức vệ tinh của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chủ tịch của cơ quan FCC mong muốn sẽ có thêm sự cạnh tranh với lại cái hệ thống vệ tinh Internet Starlink của công ty SpaceX. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch của cơ quan kiểm soát về viễn thông của Hoa Kỳ, gọi tắt là FCC, là Jessica Rosenworcel đã lên tiếng và cho biết rằng bà ta mong muốn sẽ có thêm những cái sự cạnh tranh với hệ thống cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh của công ty Starlink mà thuộc quyền của công ty SpaceX. Ông Elon Musk và công ty Starlink của ông gần như chiếm 2/3 tất cả cái vệ tinh cung cấp về Internet, và hiện nay đang có khoảng 7.000 cái vệ tinh kể từ năm 2018. Và Rosenworcel đã lên tiếng trong một cái cuộc họp báo vào ngày thứ Tư là Starlink gần như chiếm 2/3 lượng vệ tinh trên không gian vũ trụ hiện nay và có rất nhiều tiềm năng là sẽ có những cái trở ngại về traffic, tức là sử dụng nó sẽ bị trở ngại và kinh tế chúng ta không thể có quyền lợi khi mà một bên thao túng. Chúng ta cần phải mời thêm tất cả những công ty khác có thể phát triển về cái hệ thống vệ tinh của Internet để cạnh tranh với công ty Starlink. Đây được xem là quan điểm mới nhất của chủ tịch FCC của Đảng Dân Chủ đã đưa ra sau khi mà ông Elon Musk đã có những cái lời tuyên bố và đứng về phía bảo thủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới cuộc tranh luận tối ngày hôm qua, một số nhà phân tích chính trị cáo buộc đài ABC đã có hành động mềm dẻo đối với bà Harris và che đậy cho bà ta, và đây được xem là một hành động thất bại mới nhất của đài ABC. Ký giả có tên là Mark Halperin đã cáo buộc rằng là giới truyền thông đã cố tình bảo vệ cho bà phó tổng thống Kamala Harris với tất cả chi phí sau khi mà có cuộc tranh luận tổng thống trên đài ABC vào tối ngày hôm qua. Không những chỉ có một cơ quan truyền thông và tổ chức truyền thông đã có hành động tiếp tục gọi là bảo vệ cho bà ta trong cái cuộc bầu cử với tất cả bằng mọi giá. Chúng ta đã thấy được sự cái cuộc tranh luận này, và gần như là nó đã một cuộc tranh luận thiếu công bằng và đài ABC đã không làm đúng vai trò của họ. Halperin đã phát biểu trong một cái livestream ở trên cái platform gọi là Truthway vào ngày thứ Tư, và ABC, hai người điều khiển chương trình là David Muir và Lindsay Davis đã bị chỉ trích rất nặng nề sau khi mà họ đã tìm cách fact check 5 lần đối với cựu tổng thống Trump và không có một lần nào đối với bà Kamala Harris. Và các người điều khiển này bị cáo buộc là để cho bà Kamala Harris đã vượt lên và không giải thích được cái vị trí của bà ta sau nhiều lần đặt câu hỏi về chính sách của bà ta. Và một cựu giám đốc chính trị của đài ABC và Halperin nói rằng là những kẻ gọi là điều khiển này đã có hành động mềm dẻo cho bà Kamala Harris khi bà ta thay đổi chính sách và họ không trả lời một cách dứt khoát và họ lướt qua câu hỏi này. Điều lớn nhất với tôi vào tối ngày hôm qua là chiến dịch tranh cử của Kamala Harris vẫn tiếp tục che giấu cho bà ta. Đây là một cái cơ hội để cho bà ta giải thích về vị trí của bà ta thay đổi như thế nào. Trong đó thì ông cho biết rằng là họ chỉ hỏi bà ta có một câu hỏi và bà ta không trả lời. Sau đó họ đã hủy bỏ cái câu hỏi ngay lập tức và họ chuyển qua một đề tài khác. Đây là lời cáo buộc mạnh mẽ của Halperin đã đưa ra sau khi mà có cái hành động được xem là một cách gọi là trắng trợn che giấu cho Kamala Harris và tìm cách gợi ý cho Kamala Harris bằng những câu hỏi để tấn công ông Trump trong cuộc tranh luận tối ngày hôm qua. Hầu hết các thành viên của Đảng Cộng Hòa nói rằng tối ngày hôm qua ông Trump là một chọi ba chứ không phải một chọi một, và hành động thiên vị này đã được phơi bày ở trên trước mặt của công chúng, và điều này cho thấy ABC đã tự đánh mất cái giá trị ký giả của họ và tự đánh mất cái thái độ trung dung của họ, và cho thấy rằng họ đã thiên vị cho bà Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Tuy nhiên, có một điều tích cực cho cựu Tổng thống Trump sau cuộc tranh luận này thì các cử tri độc lập đã bất ngờ gây bất ngờ cho những người thăm dò sau khi có phản ứng về cái cuộc tranh luận của ông Trump mà người thăm dò đã không ước tính trước. Sau khi mà có thăm dò cái cuộc phản ứng tập trung vào một nhóm người cuộc tranh luận tổng thống với các cử tri độc lập và trong đó bao gồm cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, thì người thực hiện cuộc thăm dò này đã có một cái phản ứng bất ngờ bởi tất cả những cử tri độc lập. Cuộc thăm dò này tập trung vào 7 thành viên của Đảng Dân Chủ, 5 người của khối phía độc lập và 5 người của Đảng Cộng Hòa.
đã được ghi nhận là blue, yellow và red, tức là màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Trong đó thì gần như ông Trump đã được khẳng định là ông đã có một cái tiếng nói mạnh mẽ trong vấn đề chống lại tội phạm và di dân bất hợp pháp. Và cái màu vàng được xem là lá phiếu của những người cử tri khi mà họ nghiêng về phía ông Trump nhiều hơn so với lại bà Kamala Harris. Lee Carter được xem là người thực hiện cuộc thăm dò và là chủ tịch của một cái tổ chức gọi là Malansky and Partner, nói rằng bà ta cảm thấy sửng sốt khi khối phiếu cử tri đều nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa và ông Trump. Tôi thật sự rất bất ngờ, bởi vì hầu hết những người khối cử tri độc lập đều có thể nghiêng về phía ông Trump, một điều mà tôi không ước tính trước, Carter đã viết vào ngày thứ Tư trong cái chương trình gọi là Fortner Focus. Và các khối phiếu độc lập gần như họ nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa, họ đang tìm một số về việc, họ nhìn tìm kiếm câu trả lời về vấn đề di dân, họ tìm kiếm câu trả lời về vấn đề kinh tế, họ muốn lắng nghe tất cả những cái gì tốt hơn cho họ và họ muốn thay đổi và những gì đang xảy ra hiện nay, Carter đã nói tiếp như trên. Và hầu hết quan trọng của họ là tối ngày hôm qua bà Kamala Harris đã không làm được cái gì khác biệt so với chính sách của Joe Biden trước đây. Và một cử tri độc lập từ New York, người đã tham gia vào cái cuộc gọi là thăm dò vào ngày thứ Tư, nói với lại cái người điều khiển rằng là bà Harris là không có một cái hành động nào để cho thấy rằng là tác hại trong cái vấn đề khủng hoảng về di dân. Trong khi đó thì bà Carter cho biết rằng là một thí dụ điển hình là bao gồm cả vấn đề gọi là dầu đá phiến, về vấn đề phá thai và vấn đề kinh tế, gần như là khối phiếu độc lập đều nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa với phản ứng của họ. Và Faulkner cho biết là cuộc thăm dò này cho thấy rằng là rõ ràng đây là một cái điều bất ngờ dành cho cựu Tổng thống Trump và bên phía Đảng Cộng Hòa. Hầu hết họ đều nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa sau cuộc tranh luận này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi chiến dịch của bà Kamala Harris đòi có thêm một cuộc tranh luận thứ hai, đài truyền hình Fox News đã đề nghị sẽ có một cuộc tranh luận trên đài của họ vào tháng 10. Bản tin mới nhất cho biết đài truyền hình Fox News đã đưa ra lời đề nghị cuộc tranh luận thứ hai giữa bà Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Trump sẽ diễn ra trong tháng 10 trên mạng lưới của đài truyền hình này. Lá thư đã được gửi ra cho cả chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump, đề nghị là cuộc tranh luận kéo dài 90 phút và sẽ được điều khiển bởi hai sứ ngôn viên là Brett Baier cùng với Martha McCallum. Và họ nói rằng đây là sự chọn lựa tốt nhất để mà có thể thực hiện cuộc gọi là tranh luận này. Đề nghị của đài truyền hình Fox News đã loan báo ngay sau khi mà chiến dịch Kamala Harris đã tuyên bố rằng họ sẽ muốn có một cuộc tranh luận thứ hai. Và trong cuộc tranh luận trên đài ABC thì cả các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều có sự đụng độ gay gắt trong liên quan tới những vấn đề về kinh tế, năng lượng, phá thai, vấn đề di trú và chính sách đối ngoại, bao gồm luôn cuộc chiến tại Ukraine. Và giờ đây thì cuộc tranh luận thứ nhất đã xong và giữa cựu Tổng thống Trump và bà Phó Tổng thống Kamala Harris và đài truyền hình Fox News với người Tổng Giám đốc điều hành là Jay Wallace và Phó Tổng Giám đốc đặc trách về chính sách và chính trị là Jessica Locker đã viết lá thư này, và trong đó họ đề nghị gồm có 3 nơi cho cái cuộc gọi là tranh luận lần thứ hai. Cái nơi thứ nhất là ngày 9 tây tháng 10 ở tại Arizona, ngày thứ hai là 15 tây tháng 10 tại Georgia và ngày thứ ba là 16 tây tháng 10 ở tại North Carolina, hầu hết nằm ở tiểu bang chiến lược. Và điều này nó còn lệ thuộc vào cả chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris. Ông Trump thì sẵn sàng đồng ý cho các cuộc tranh luận, trong khi đó thì bà Kamala Harris trước đó chỉ chọn có một cuộc tranh luận mà thôi. Tuy nhiên sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua thì phe của bà Harris đã lập tức yêu cầu có cuộc tranh luận thứ hai, trong khi ông Trump vẫn ca ngợi đây là cuộc tranh luận tốt nhất mà ông chưa từng có, và phía của ông đã claim chiến thắng cho cuộc tranh luận này. Kamala Harris cũng claim rằng bà ta chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Đây được xem là một đề nghị mới nhất của đài truyền hình Fox News đưa ra sau khi mà chiến dịch tranh cử của Kamala Harris đã đòi có thêm một cuộc tranh luận thứ hai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!